Dì ơi, dì đừng nói với cả bố cháu là cháu đang ở đây đấy nhá. Dì nói bằng cách nào? Dì với bố cháu chả bao giờ nói cùng ngôn ngữ. Hai sinh vật từ hai hành tinh khác nhau mà. Yên tâm đi, dì nói đùa thế thôi. Cả một năm mà dì với bố cháu nói chuyện với nhau đúng một lần, đó là dịp Tết. Này, dạ. Cái thằng Linh ấy là thằng thế nào đấy? Anh hiền lành với cả tốt bụng lắm dì ạ. Ôi dồi, hiền lành mà đi sang nhà bạn gái ngủ qua đêm. Tôi cảm ơn cậu về cái tin mật mà cậu báo cho tôi hôm qua đó. Và cái cuộc điện thoại của cậu, ô, cực kỳ vô nghĩa đấy nhé. Tại vì lúc đấy cháu mới nhớ ra. Này, Mai có gọi cho cậu không? Không ạ. Từ hôm qua đến giờ cháu không liên lạc được với Mai. Gọi điện thoại, nhắn tin cũng không trả lời ạ. Linh. Dạ. Con biết Mai đang ở đâu không? Với tôi bây giờ không luật gì hết. Cũng vì cái luật ở nhà tôi loạn hết kìa. Cái Mai bây giờ nó về nó bế thằng Sâu đi luôn rồi. Mấy đứa nhỏ ở trong nhà bọn nó bây giờ không nhìn mặt tôi nữa kìa. Giống y hệt nhà tôi. Lúc đầu tiên ra luật ở gia đình tôi là bọn trẻ con nó cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa. Mà tôi cũng cóc cần nói chuyện với chúng nó. Nói chuyện để làm gì? Rách việc. Thế tại sao ông không kể tôi nốt cái đoạn sau? Tôi tưởng cái đoạn đấy nó không quan trọng với ông.